đấy? Cậu, chị đến đây làm gì ạ? Sao? Thế Tây không được đến đây à? Ý của em không phải như vậy. Chị là giám đốc, nếu mà chị muốn đi đâu ấy, chị chỉ cần gọi cho em sẽ đến đó chị đi ạ. Tôi biết, cậu là người tận tụy với công việc. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng phải cho cậu nghỉ chứ. Hôm nay tôi đến đây để sửa xe. Xe bị làm sao hả chị? Mọi khi em đi xe vẫn bình thường mà. Xe không làm sao, nhưng mà hôm nay tôi đến để bảo dưỡng xe. À, dạ vâng, vậy thì chị đợi em chút. Đến ngay ạ. Chị, bây giờ cậu ở lại đây nhá, tôi phải có việc đi ngay. À, chị đi đâu ạ? Bây giờ dì tôi đang nằm viện, bây giờ tôi phải vào viện ngay. Chết, xe vừa mới tháo ra. Thôi, để bỏ thợ lắp vào chị nhá. Thôi, không cần đâu, tôi bắt taxi đi được mà. Nhưng mà... Thôi, tôi bảo không sao mà, cậu ở lại đây nhá. Dạ vâng, em chào chị ạ. Sao, mua xe em thích không? Anh hỏi thừa, tất nhiên là thích rồi. Chỉ cần em yêu anh thôi, đừng nói xe này, cứ có xe là mới là anh rước em lên. Thật đấy nha. Ừ, anh đùa em bao giờ chưa? Rồi đấy. Lúc nào? Anh bảo, anh trai anh là bạn thân của tổng giám đốc công ty Hang Group. Nếu bây giờ em mà được ký hợp đồng với tổng giám đốc công ty Hang Group thì chức vụ của em chắc chắn không dừng lại ở thư ký đâu. Nó phải lên nữa cơ. Rồi, anh biết rồi. Anh đã nói với anh trai anh rồi. Anh ấy sẽ sắp xếp cho em một cuộc hẹn được chưa? Thật đấy nha. Thật chứ chả đùa. Đúng rồi đi. Đi. Cậu có ở gara không? Xe hôm qua tôi để đấy, cậu đã sửa xong chưa? Ok, thế tôi qua lấy nhá. Quen rồi à? Quen, trước học cùng lớp. Học giỏi nhất lớp đấy. Học giỏi nhất lớp? Mà đi đứng ngu thế hả? Bò đi còn có hàng có lối, đi ngu hơn cả bò. À đúng rồi. Trước là nghe đồn toàn mua điểm bằng cách quyến rũ thầy cô ấy. Hiền, lâu lắm rồi không gặp cậu. Gặp nhau không hỏi han nhau được câu nào. Cậu lại còn bịa chuyện, bơm chuyện để bôi nhọ danh dự của tôi à? Cô tưởng cô vẫn còn là lớp trưởng của tôi à? Nó vênh mặt ở đây. Tôi không vênh. Tôi chỉ yêu cầu cậu phải tôn trọng tôi. Con này ít khi biết tôn trọng mấy đứa nghèo hèn kém cỏi á. Đúng. Sự tôn trọng ấy dành cho ai xứng đáng thôi nhá. Đáng nhẽ lời đầu tiên các người cần phải nói là lời xin lỗi vì những người đã suýt đâm phải tôi. Đằng này các người còn thốt ra những lời vô học như thế à? Mày bảo ai vô văn hóa hả con kia? Sao cô dám? Sao? Tức à? Tức thì làm gì được tao? Thôi không nói nhiều. Mày quyệt vào xe tao làm sức khe rồi. Lên đi. Lên đi. Cái xe này là... Sao? Chưa nhìn xe đẹp bao giờ à? Nhà quê làm sao mà được nhìn mấy cái xe này? Cũng đúng. Bây giờ lên đi. Đèn á? Các người đừng có vô lý như thế. Các người lái xe không nhìn còn suýt va phải tôi. Bây giờ lại còn bắt tôi bồi thường ngược lại á? Con này cũng dậy vênh lắm. À, nào, cô buông ra. Này, con kia, dạy con. Nghe này, mày mà không đền cho tao gọi công an để cho mày đi tù một công luôn. Có giỏi
Thì anh báo đi. Cái gì con này? Mày tịch vinh à? Thôi anh, mình đàn ông mà, đánh con nhập quê làm gì. Thôi, bây giờ nể tình mày cũng là bạn của tao. Tao sẽ bảo người yêu tao tha cho, nhưng mà bây giờ mày phải quỳ xuống, sủa như chó rồi tao tha cho. Trông mày năng khiếu đấy, sủa chắc chắn là hay hơn chó. Sủa lên. Các người muốn bao nhiêu? Hả? Nó đòi đền kìa. Tao khuyên thật, bây giờ mày đền không có tiền đền đâu. Quỳ xuống sủa như chó rồi tha tha cho. Các người đưa địa chỉ đấy. Ngày mai tôi sẽ bảo người mang tiền đến tận nhà cho các người. 100 triệu. Tao cho mày đúng 2 hôm. Không có tiền mày chết với tao. Được. Nào, bây giờ em thích đi xe gì? Để em xem nào. Ai kia? Có phải là... Cái đống gì kia? Này, bạn em phải không? Nó làm gì ở đây nhỉ? Chắc để xin việc. Trái đất tròn quá. Này, tao mà là mày ấy thì bây giờ phải cong đít lên kiếm tiền để đền xe rồi, không phải đứng ở chơi đâu. Tôi cũng đã đoán, tôi sẽ gặp các người ở đây mà. Ý mày là sao? Đến đây xin việc à? Xin việc cái anh kia. Ở đây không nhận. Tôi nói thế rồi mà vẫn chưa rõ à? Nếu ở đây có giả lương cho tôi bằng vàng ấy, tôi cũng sẽ không làm đâu. Cô, sao? Tao thích hất nước vào mặt mày đấy. Để cho mày tỉnh ngộ ra. Mày nghĩ mày là ai mà mày vinh vinh tự đắc ở đây? Tôi nói cho cô biết ý, những hành động vừa nãy của cô ấy, tôi sẽ không tha thứ đâu. Tôi lại cần sự tha thứ của cái đứa nghèo hèn rách nát như mày quá. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Anh giám đốc ạ. Giám đốc á? Anh Trung, anh có bị hâm không? Sao lại gọi con mày là giám đốc? Mày ngậm cái mồm vào, mày đừng có láo nhá. Tao cho mày một trận đấy. Okay. Anh bị làm sao đấy? Sao lại cáu với em? Em là em anh cơ mà. Mày có biết đây là ai không? Đây là chị Linh, giám đốc bên Ham Group đấy. Ui. Chính chị Linh đã giúp tao với mày mở được cái gara ô tô này này, mày hiểu chưa? Giám đốc của Ham Group á? Trung này, tôi đang định hỏi các anh là xe của tôi đang có chủ mới à? Dạ, Khánh à? Mày lại lén lút lấy xe đi chơi phải không? Hả? Mày đừng có tí thôi. Tôi bảo đấy là xe của anh. Thôi, không sao mà. Xe cũng chỉ là vật đi lại thôi. Tôi có thể cho mượn. Cậu Trung này. Dạ. Lúc nãy hai người này có va vào tôi và còn bắt tôi bồi thường 100 triệu đấy. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em không cố ý đâu, rồi anh sẽ sửa. Cậu đừng có nói gì nữa. Cậu đừng có nịnh bợ tôi. Tôi không quen. Còn cô, chắc là cô Hiền, thư ký bên công ty SG phải không? Dạ, em chào anh ạ. Chị Linh ạ, đây là cô Hiền. Nhiều lần cô ý muốn nhờ em là muốn gặp giám đốc. Bên công ty họ muốn hợp tác với cả bên Ham. Hợp tác á? Tôi làm gì có diễm phúc ấy. Ôi kìa giám đốc. Linh, cho em xin lỗi. Cậu nói cái gì đấy? Tôi không có quen. Sao cái lúc nãy cậu còn khinh thường tôi, sỉ nhục tôi cơ mà. Sao bây giờ cậu lại như con cún con cục đuôi vào thế? Lúc nãy cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà Linh. Tôi nói cho cậu biết này, cái phong cách và cách cư xử của cậu ấy, tôi không thể hợp tác với cậu được. Cậu Khánh này. Dạ. Cái vết xước của xe tôi là cậu tự ấn định cho nó là giá 100 triệu đúng không? Vâng ạ. Thế thì cậu tự đi làm mà kiếm tiền rồi sung vào công quỹ cho vào cái gara này nhá. Ôi dạ, chị ơi em làm gì có tiền ạ? Mày cứ liệu hồn đấy. Anh